Chào quý thầy cô, các vị phụ huynh và các em học sinh thân mến. Tôi là Nguyễn Đình Hóa, thay mặt cho tập thể tác giả bộ sách Tin học 11 cánh diều xin được giới thiệu ngắn gọn với quý thầy cô về bộ sách này. Bộ sách do nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội phối hợp với công ty đầu tư xuất bản thiết bị giáo dục Việt Nam thực hiện. Theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, nội dung môn Tin học ở lớp 11 tiếp tục phân hóa theo hai định hướng là tin học ứng dụng và khoa học máy tính. Bộ sách tin học 11 cánh diều gồm 4 quyển. Sách giáo khoa tin học 11, tin học ứng dụng. Sách giáo khoa tin học 11, khoa học máy tính. Và hai quyển sách cho hai cụm chuyên đề học tập. Chuyên đề học tập tin học ứng dụng và chuyên đề học tập khoa học máy tính. Bộ sách tin học 11 cánh diều do nhà giáo nhân dân, phó giáo sư, tiến sĩ Hồ Sĩ Đàm làm tổng chủ biên hai quyển sách giáo khoa cho hai định hướng do tôi, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Hóa làm chủ biên. Quyển sách chuyên đề học tập tin học 11, tin học ứng dụng do Tiến sĩ Nguyễn Trí Trung làm chủ biên. Quyển sách chuyên đề học tập tin học 11, khoa học máy tính do Tiến sĩ Đỗ Đức Đông làm chủ biên. Các tác giả là những chuyên gia trong giáo dục tin học của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Quốc gia Hà Nội có kinh nghiệm trong biên soạn sách giáo khoa. Hai cuốn giáo khoa Tin học 11 có phần chung cho cả hai định hướng là 34 tiết. Phần dành cho mỗi định hướng là 30 tiết. Như vậy, còn 6 tiết dành cho ôn tập, kiểm tra, đánh giá. Sách giáo khoa Tin học 11 theo phương châm chung của bộ sách cánh diều là mang cuộc sống vào bài học, đưa bài học vào cuộc sống. Thể hiện rõ tinh thần đổi mới của chương trình 2018. Chuyển từ chú trọng cung cấp kiến thức sang hình thành và phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực của học sinh. Sách giáo khoa Tin học 11 được biên soạn theo định hướng phát triển năng lực thông qua các hoạt động dạy và học. Bài học là một chuỗi hoạt động khởi động, nêu vấn đề, hình thành kiến thức, luyện tập, trả lời câu hỏi, tóm tắt bài học. Các hoạt động học tập gắn với thực tiễn, kiến thức được liên hệ với thực tế, học sinh khám phá tri thức một cách tự nhiên. Mỗi bài học đều có mục vận dụng, yêu cầu học sinh giải quyết một vấn đề trong bối cảnh thực tế. Sách giáo khoa Tin học 11 được biên soạn theo cách tiếp cận phù hợp với đối tượng học sinh phổ thông. Nội dung bảo đảm tính cơ bản, khoa học, thiết thực phù hợp với thực tiễn Việt Nam, đồng thời được trình bày dễ hiểu, tránh lý thuyết hàn lâm theo phương pháp sư phạm dùng ví dụ trực quan cụ thể để minh họa các khái niệm khái quát trừu tượng học sinh là trung tâm trong các hoạt động giáo dục các câu hỏi gợi mở giúp học sinh chủ động khám phá trí thức nắm chắc kiến thức lý thuyết các bài học thực hành sử dụng phần mềm học sinh được hướng dẫn thao tác khám phá trước khi thực hiện nhiệm vụ thực hành làm ra các kết quả cụ thể sách giáo khoa tin học 11 được tổ chức nội dung đảm bảo tính hệ thống. Với mỗi chủ đề, phân tích các yêu cầu cần đạt của chương trình 2018 theo cách xuyên suốt biết lớp 10 và các lớp dưới đã học gì, lớp 12 sẽ học gì. Các tác giả đề cập những nội dung kiến thức, kỹ năng cần thiết và phân bổ vào các bài học của chủ đề hợp logic trình bày. Nội dung mỗi bài học được tổ chức phù hợp với quá trình nhận thức của học sinh để minh họa một số chủ đề có nhiều đổi mới. Chủ đề A, lược bỏ bớt các nội dung khó, trừu tượng hoặc quá chuyên sâu, trình bày theo góc nhìn của người sử dụng về các bộ phận bên trong máy tính, một số chức năng hệ điều hành và lịch sử phát triển các loại phần mềm ứng dụng, vân vân. Chủ đề F, giới thiệu các hệ cơ sở dữ liệu, đổi mới hoàn toàn cách trình bày từ nhu cầu sử dụng cơ sở dữ liệu dẫn đến các khái niệm như biểu mẫu, truy vấn, báo cáo, các công cụ giao diện mà hệ cơ sở dữ liệu cần cung cấp. Minh họa bằng ví dụ gần gũi, dễ hiểu với học sinh. Về các khái niệm như bảng thể hiện một quan hệ, khóa chính và ràng buộc khóa, vấn đề dư thừa dữ liệu dẫn đến khóa ngoài và liên kết giữa hai bảng. Chủ đề FICT thực hiện tạo và khai thác cơ sở dữ liệu là một chuỗi bài thực hành có tính kế thừa xuyên suốt, tạo ra sản phẩm cuối cùng là một ứng dụng cơ sở dữ liệu Access, quản lý thư viện đơn giản, có thể sử dụng được. Chủ đề AICT, phần mềm chỉnh sửa ảnh và làm video, gồm nhiều bài thực hành khám phá trước khi thực hành tổng hợp, làm ra một sản phẩm cụ thể, thiết thực với học sinh. Quyền chuyên đề học tập, tin học 11, tin học ứng dụng, gồm 3 chuyên đề độc lập, thực hành sử dụng phần mềm vẽ trang trí, thực hành sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh và thực hành sử dụng phần mềm làm phim hoạt hình là sự tiếp nối của chủ đề AICT. Học sinh được rèn luyện kỹ năng thông qua thực hành tạo ra sản phẩm. Quyển chuyên đề học tập tin học 11 khoa học máy tính gồm 3 chuyên đề độc lập thực hành thiết kế thuật toán theo kỹ thuật đệ quy thực hành thiết kế thuật toán theo kỹ thuật chia đề trị và thực hành thiết kế thuật toán theo kỹ thuật duyệt. Ba kỹ thuật thiết kế thuật toán cơ bản được trình bày thông qua lập trình giải quyết một số bài toán điển hình đã quen biết. Bộ sách Tin học 11 cánh diều được biên soạn với tinh thần tạo điều kiện để các thầy cô đổi mới phương pháp và hình thức dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, đồng thời hỗ trợ thực hiện dạy học phân hóa. Cùng với sách giáo khoa Tin học 11 cánh diều có các sách giáo viên và sách bài tập để làm tài liệu tham khảo. Thưa quý thầy cô, các vị phụ huynh và các em học sinh thân mến, bộ sách tin học 11 cánh diều là tâm huyết của tập thể tác giả, biên tập viên, họa sĩ. Tôi hy vọng rằng bộ sách này cùng với nhiều học liệu điện tử đi kèm trên trang học 10 VN được quý thầy cô, các vị phụ huynh và các em học sinh đón nhận trong năm học mới. Xin trân trọng cảm ơn.